đây là cái stock exchange của bên nước anh chuẩn bị nghe chuẩn bị giao cho cho giao dịch nhà crypto etf giao dịch bắt đầu từ tháng 5 ngày 28 ok nó bắt đầu cho cho người dân của nó giao dịch cho những người nhỏ và lẻ để giao dịch thì bằng nghĩ nguyên cái thị trường này nó sẽ đi đâu el salvador mỗi ngày như vậy từ cái ngày nó ra nó công khai tuyên bố cứ mỗi ngày như vậy không quan trọng giá bitcoin là bao nhiêu ok nhớ đây el salvador gọi là một cái nước thứ ba thế giới gọi là rất là nghèo, nghèo 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 tới khi ông tổng thống El Salvador chấp nhận BTC là đồng tiền tệ của nó thì mỗi ngày như vậy cứ ông cứ mua một một đồng một đồng bitcoin và từ lúc đó đến giờ ok là gọi đã mua tới ba năm trăm bảy ngàn bitcoin với với cái tổng cái tổng tổng giá trị lên tới 400 triệu đô la và chuẩn bị tới đây El Salvador sẽ có đủ tiền để trả nợ cho cái quỹ thế giới Quý thế giới okay, Quý tiền tệ thế giới. thì vừa rồi trong thông tin rỉ là BlackRock có một sự họp mặt với những người khách hàng giàu có nhất của họ ok họp mặt với những khách hàng giàu có nhất có thể là giàu có nhất trên trong thế giới này chứ chứ không phải là nhỏ và lại và gọi là đây 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 đẩy họ là bỏ tới 28% tài sản của họ vô BTC lập 28% bạn cứ nghĩ đi những người khách hàng của họ, những người nắm giữ tỷ 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 đô, tỷ đô la mà 28% của cho là 1 tỷ thôi là bao nhiêu tiền rồi và bao nhiêu khách hàng như vậy thì bạn nghĩ giá Bitcoin sẽ đi đâu? Giá Bitcoin sẽ đi đâu? Nước Mỹ mới ký ký một cái văn bản để cho người ta xài thêm, nghe xài thêm cái nợ của Mỹ ngay bây giờ nó cái nợ là lên tới 34.000 tỷ. Thì những người nhỏ và lẻ những tầng lớp trung bình và tầng lớp nghèo á chuẩn bị trả giá cho cái sự gọi là in tiền và xài tiền của nước mỹ kinh tế của mỹ càng càng ngày càng trôi theo mây gió làm phát sẽ đi lên những cái trò mà fed powell những cái ngày hội nghị fomc rồi đó là đó là những cái thứ mà nó đánh nó đánh lạc hướng thôi chứ không có gì hết ở đây làm phát sẽ vẫn leo thang tầng lớp trung bình sẽ trôi theo mây gió nghèo tầng lớp trung bình và nghèo tầng lớp nghèo sẽ gọi là nghèo thêm một chút xíu và cái cuộc sống của người ta còn tệ hại hơn mà gọi là hồi đó gọi là cái cái nước thứ ba thế giới đây là một cái quỹ lớn nó chuyên gia là đào gọi là nó 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 đào 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 vàng và nó đào những cái gọi là kim cương hoặc xoàn những cái thứ quý báu thì vừa rồi nghe nó đã ghi một lá thơ là leather thì giống như một cái hợp đồng gì lớn thì bạn phải ghi một cái văn bản thì vừa rồi cái văn bản đó là nó chuẩn bị mua. Chuẩn bị nó, nó là những người đào vàng và những cái đá quý vân vân vân. Và chuẩn bị nó đào những cái đá quý cái đá quý đó nó đem đi nó bán để lấy tiền tệ. Rồi sau đó nó lấy cái tiền tệ của nó thì chuẩn bị tới đây nó làm gì? Nó mua 24 24.800 Bitcoin. Tổng số tiền lên khoảng Có 100. Ok, 1.7 tỷ đô la. Và đây là một cái công ty lớn rất là lớn ở châu Phi. Mà nó chỉ có mua tới 1.7 tỷ lần. Thì bạn nghĩ trước khi cái công ty nó ra một cái quyết định như vậy. Nó có bao nhiêu người chuyên gia để nghiên cứu về cái vấn đề này. Nếu mà nó nó nghĩ là vàng chuẩn bị tới đây bay bổng hay là kim cương hột xoàn của nó bay bổng hay là cái đồng tiền tệ, đồng tiền đô la chuẩn bị tới đây giữ giá rất cao tại sao nó đem vàng đeo tay khoa của một cái quý báu nhất vài ngàn năm vừa rồi để đổi lấy BTC thì bạn nghĩ nó ngu hay là nó khôn cái Michael strategy stock ha cổ phiếu cổ phần đã tăng 22 và vừa rồi nghe vừa rồi là cái cổ phiếu cổ phần này mình có nói về cái cổ phiếu cổ phần này một trong những anh em đăng ký với tiền ở Canami ok những tín hiệu cô ta là bên Mỹ và sau khi mình nói về cái vấn đề này cô ta bên Mỹ luôn cô ta nhảy vô cô ta mua cái cổ phiếu của phần này của Michael Strategy và vừa rồi cô cô ta lời đâu vài chục ngàn đô rồi chỉ qua vài tuần trời bạn muốn có được tự do tài chính bạn muốn bạn muốn nhân cái tài khoản của bạn lên thì bạn phải làm cái thứ gì liên quan với tiền điện tử và cái cái mà lớn nhất là phải liên quan với Bitcoin Bitcoin và Bitcoin Michael Strategy Cái market cap lên tới 31.000 tỷ 31.000 tỷ Thỉnh thoảng đâu khoảng vài tuần trước Đang nói về cái con giá đâu 10.000 tỷ Lên được 10 Ok, lên mình sẽ nói lộn Lên được 10 tỷ Thì nó sẽ lọt vô cái Cái, cây 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 500 công ty 500 gọi là okay, uh, Fortune 500 Có là 500 công ty lớn nhất thế giới Mà từ 10, 10 tỷ nó lên 31 tỷ Chỉ qua tích tắc Cái market cap của nó Và vừa rồi nó vượt qua ai Nó vượt qua ai Nó vượt qua eBay Nó vượt qua eBay luôn eBay là cũng giống như Amazon Cũng giống như Alibaba Ở bên Trung Quốc Cái market cap của nó đang đứng Ok Đứng số 280 Vị trí trong 50 công ty 500 công ty lớn nhất thế giới Thì vừa rồi nha ra tuyên bố là là chuẩn bị tới đây nghe ba uh, nói nó ok cuối tháng 6 này nó sẽ cắt dầu mỏ nó sẽ cắt dầu mỏ ok xuống còn nghe chỉ có 9 triệu 9 triệu thùng mỗi ngày như vậy thì bạn nghĩ giá dầu mỏ chuẩn bị đi đâu nghe 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 nó đang uh, nằm trong cái uh, chế độ chiến tranh chiến chiến tranh Праздником вас! С победы! Ура! đây không phải là kinh kênh chính trị nhưng rõ ràng mình vẫn theo dõi nó ok thì nó là vậy ok chiến tranh chiến tranh ok không ai muốn nó nhưng rõ ràng là ngay bây giờ là nó cái cái vấn đề mà gọi là về nga ok ukraine hoặc mình nói tiếng anh là ukraine uh, nato mỹ vân 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 thì cái chương trình okay, gọi là cái cái sự kiện đó ok thì nó càng ngày nó càng phát triển chứ nó không có giảm nghe không có giảm nhưng giá bitcoin thì nó có uh, giá bitcoin thì sao nó không quan tâm tới đúng không quan tâm tới ok ok không quan tâm lên cứ thì cứ lên ok ok grayscale grayscale vẫn bán vẫn bán 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 btc đúng không cái đó là một cái thiết kế mà nó vừa bán vừa vừa ăn mừng từ vừa rồi là nó bán năm ngàn btc nha ok ngày hôm nay nó bán năm ngàn btc thì chân nào gọi là chừng nó, nó nó đang bán thì nó đang giữ giá của btc xuống ok đang giữ giá của btc xuống và ngay bây giờ nó vẫn là gì bảy chục ngàn và bạn cứ nghĩ đi Ngay vừa rồi nó đang bán Ngày nào nó cũng bán ấy. Mà BTC nó vẫn tăng như vậy Thì chừng nào mà Thằng Grayscale Nó hết bán Thì còn ai bán nữa Còn ai bán nữa Thống kê ngay bây giờ không ai bán Ngoài chỉ Grayscale Đúng không Những con ca Con 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 ca Con con tép Con tôm long tông ở ngoài Thị trường nó bán Bởi vì nó Nó chốt lời Để đem đồng tiền đó Nó đổi thành đồng tiền tệ của nó vừa rồi tất cả những cái những con con cá voi, nghe cá voi, cá heo, cá voi gì đó mua Bitcoin mua số lượng nhiều. Và những cái cái người mà gọi là spot những người mà mua cái cái ETF Ok, spot Bitcoin ETF á. Thì ngay bây giờ đến thời điểm từ cái tháng từ cái ngày vừa rồi nó ra đến giờ. Người ta đã lời được tới 16%. Và gọi là gọi là nói về con số thì cái con lời ngay bây giờ nó lên tới 16 tỷ đô la 16 tỷ đô la